bữa nay mình quay vlog hơi sớm nha. Bây giờ là tầm 10 giờ á. Bình thường mình quay toàn 1-2 giờ không à. Thì bữa nay mình sẽ cho các bạn thấy một ngày sáng tạo nội dung, một ngày của một người làm sáng tạo nội dung chưa ai biết đến nha, với ngân sách eo hẹp, chưa ai biết đến mà đâu có nhiều tiền đâu đầu tư nhiều đúng không? Nếu ai coi mình lâu cũng biết mỗi video mình làm ra thì với ngân sách cực kỳ ít luôn. Nếu là nấu ăn thì mình sẽ ăn, nếu là mất pan thì mình sẽ ăn khâu quạt trộn nồi, ăn gì cũng không có thịt, có cá gì hết nên rất là eo hẹp nha. Bún trộn nước tương đâu có tốn được bạc đâu đúng không? Có tốn chứ mà có tốn vài ngàn thôi, vài ngàn mua bịch bún á, còn nước tương cái chai mình xài mình ăn cả mấy tháng là cho nên ngân sách cực kỳ eo hẹp. Còn nấu ăn là kho quẹt trộn nồi, mì xào trứng vịt, trứng vịt nhà mình có còn bánh thì thật ra mình không có biết nấu ăn thôi, cho nên mình mình sáng tạo kiểu là vừa đỡ tốn tiền mà vừa làm kiểu là biến á. Nấu ăn mà theo kiểu là biến ở nhà, có gì trộn đại vô thôi, kết quả là như cái nồi cám heo luôn các bạn ạ. Còn phối đồ á thì kiểu như đồ cũ người ta cho mình á, rồi mình mặc mình phối lại thôi. Người ta cho mình cái gì thì mình mặc cái đó chứ mình đâu có mua đâu các bạn. Với lại thường nhà mình có gì thì mình phối lại với nhau thôi chứ mình không có ít khi mua thêm lắm. Đồ trang điểm á, ngoại trừ son môi thì mình phải mua đồ tốt, mình mua có Hàn Quốc như là Muji, Pasee, Roman. Thì mình mua những cái hãng đó để tránh bị thâm môi. Còn những cái đồ như kem nền á thì mình dùng kem nền với phấn, rồi mình dùng của Maybelline Fit Me đồ thì mình thấy nó cũng ổn. Còn lại thì mình ví dụ phấn mắt, hơi mũi đồ thì mình thấy cái đó cũng không ảnh hưởng cho da mình lắm, cho nên mình toàn dùng của đồ nội địa Trung. Còn dưỡng da thì mình cũng thì mình dùng của L'Oreal. L'Oreal là Loré, mình hay đọc Loré nhưng mà nhiều khi mình đọc Loré cái nhiều bạn toxic không chịu thì thôi mình đọc L'Oreal nha. Bây giờ là tầm 10 giờ á và mình sẽ bắt đầu trang điểm để quay TikTok nha. Mình sẽ quay TikTok biến hình giống cái con bé này nè. Khi mình xem video của con bé này mình nghĩ là thời điểm quay video đó thì không phải nó tự mát đâu, có người mát cho nó. Cái đó chỉ là suy đoán của mình thôi, có thể bạn suy đoán khác nha. Thấy cái tông này hình như là tông Dujin hay sao ấy. Mình thì chưa được học tông Dujin, cô chỉ mới dạy mình tới cái tông tay thôi à. Còn 2 buổi nữa là mình học xong trang điểm rồi đó mọi người. Bởi vậy nhiều khi hồi xưa mình làm clip trang điểm, mình không biết trang điểm thiệt mà nhiều người cứ nói mình cố tình câu view á, trong khi là mình kiểu như mình biết sao mình làm y vậy thôi, mình toàn nói thật lòng thôi cho nên video mới xu hướng được, chứ không phải mình cố tình làm xấu để câu view đâu. Nhưng mà nhiều bạn cứ nói cố tình thì mình cũng không có cãi làm gì cho cực. Nhưng mà dạo này mình học được khoảng 3 buổi rồi đó, mọi người cũng khen mình lên tai nhiều rồi, nhưng mình thấy mình cần tập thêm lắm. Mình tự nhận biết được là mình dở cái phần dán mi với lại kích mí á, chỉ cần làm 2 phần đó đẹp nữa là mình sẽ tiến bộ vượt bậc hơn một chút nữa đó mọi người thấy gì không? Vậy bây giờ tôi tạm thời tạm biệt mọi người tầm khoảng 1 tiếng mấy 2 tiếng để tôi đi trang điểm nha. Bữa nay mình trang điểm hơn 2 tiếng lần các bạn ơi, tại vì gắn mi khó quá. Bây giờ đã là 12 giờ 8 phút rồi á, mình chưa có tô son bóng. Đợi một chút mình cột tóc xong á rồi mình tô son bóng sao. Các bạn thấy lớp trang điểm này như thế nào? Có giống tông Dujin không? Mình trang điểm lúc chưa trang điểm với lúc trang điểm xong á thì mình cảm thấy mình cộng thêm vài tuổi nữa, nhìn nó già hơn á, đúng không? Các bạn thấy không, trang điểm xong nhìn già hơn hay sao ấy. Mình không có biết gắn lông mi với kẻ mi dưới cho nên nhìn nó xấu quắc xấu quơ luôn nè. Nè dán nó méo xẹo, mình không biết dán sao cho trúng nữa. Còn mi dưới nè dẻ nè, mình cũng tập kẻ trên tay trước nha, nhưng mà dẻ hoài không được cho nên kệ đi, không biết sao luôn. Cái má hồng á thì đợt trước mấy bạn nói má hồng đó không phải của Tung Dujin cho nên tôi mới học lại cách để má hồng vậy nè. Không biết có đúng không nữa, để cho mọi người nhận xét tôi chứ tôi không biết. Nhớ tâm Dujin á là phải chấm thêm cái mỏ ngay chỗ này nữa cho nên tôi mới chấm nè, mới thấy được. Giờ tôi lên thay đồ xong rồi quay clip biến hình rồi gặp lại mọi người sau nha. Bây giờ thì tôi sẽ làm tóc. Bữa nay tôi sẽ làm kiểu tóc xoăn hippie nha. Tôi dùng cái máy này nè. Cái máy này xoăn tự động. Mặc dù xoăn tự động nhưng mà tôi bấm hoài nó cũng không cong á. Phần vì tóc tôi dài với lại là khó xoăn nữa, cho nên là bấm rất là lâu mà nó không có cong. Nếu nó cong rồi thì nó cũng rất là nhanh thẳng ra. Tại vì tôi không có xịt keo, tại vì tôi không biết xịt. Xịt không biết xịt, xịt sẽ bị bết tóc cho nên tôi không có xịt. Đây để tôi bấm thử nha. Cái loạn xăng này là 32 nha.
một hai ba bốn năm, một hai ba bốn năm, một hai ba bốn năm. Đó cũng hơi xoăn xoăn ha, nhưng hồi nó cũng thẳng ra. Xong cái đầu, làm xong cái đầu là cái phần này nó lại thẳng ra. Tóc tôi nhanh thẳng lắm, cho nên là tôi ít khi uống tóc tại vậy á. Mình uống xong rồi nè, nhưng mà nó không cong lắm ha. Nó không cứ gọi là cong luôn, nó chỉ hơi xoắn xoắn ở chỗ này một chút. Còn bên đây là không có xoắn gì luôn á. Bên đây thì có xoắn sâu một chút nè. Còn ở dưới thì thôi khỏi nói luôn, nó không có xoắn miếng nào hết trơn á. Thôi kệ đi ha, tại vì cái tóc mình nó không có xoăn được. Ta-da, và đây là kết quả cuối cùng, các bạn thấy có đẹp không? Thì cái thứ duy nhất mà mình đầu tư trong video TikTok ngày hôm nay đó chính là cái nón này nè. Một trăm mấy, 110 mấy nghìn là một cái duy nhất mình đầu tư trong cái video này nha. Final look, đẹp không? Ok, giờ mình đi quay video biến hình đây. Mới dầm mưa xong các bạn ơi, cho nên là lớp trang điểm mình nó trôi đi bớt rồi nè. Điên thui thù lùi rồi. Với lại mình cũng mới ăn cơm luôn á. 3 giờ mình ăn cơm, 3 giờ mình mới được ăn cơm. Trời ơi, lúc không biết trang điểm á thì ta nói vẻ rè, làm video trang điểm có 15 phút thôi. Còn lúc mà biết trang điểm rồi, trời ơi, mấy tiếng đồng hồ. 2-3 tiếng đồng hồ mới trang điểm xong lận. Bởi vậy biết thì cũng là một cái tội, thấy không? Nên người ta mới có câu là thôi khỏi biết đi cho đỡ cực hen. Nói đầu ngay á, mới đặt thêm cái gọi là gì ta, phấn phủ. Tại vì hộp phấn phủ bảo hẩm tôi dài, tôi có nói mọi người là nó hết rồi. Chứ thêm một chai hũ kem che khuyết điểm nữa. Hồi xưa đâu có xài kem che khuyết điểm dữ thần ấy, đâu có sức đâu, bị gì đâu có biết gì đâu mà sức, chứ không sức. Cứ thoa kem nền vô, nhiều khi không phủ phấn nữa. Đến khi mà mình biết trang điểm rồi, mình không làm đầy hay đủ bước là mình chịu không có nổi nha. Mình làm ẩu mình chịu cũng không nổi nữa. Kiểu như mình học, mình đã biết rồi thì mình phải tỉ mỉ lại, phải có mỹ thuật thẩm mỹ lại, không có làm bừa được. Cho nên là vừa lâu mà vừa tốn tiền mua thêm kem nền, phấn phủ, che khuyết điểm nữa. Đây, đơn này là 184.900 đồng. Phấn phủ, che khuyết điểm, kem che khuyết điểm có chút nè. Người ta không có để giá trong đây, người ta chỉ để tổng đơn thôi. Mua cụm shop đỡ tốn phí ship. Đây là kem che khuyết điểm, mình chọn số 01 nha. Không biết phải chính hãng không nữa, đợi xem nè. Mình thấy mấy cái thợ mới cấp hai xài này. Ủa sao kiến không à trời ơi, cái đơn hàng kiến không à các bạn ơi. Khui ra là thấy kiến không cẩm luôn nha. Mới khui sọt các bạn coi mà sao kiến nó bu lại quá vậy. Có khi nào dư nó vô ăn phấn không trời. Nè không, quá trời kiến luôn. Không biết hũ phấn còn nguyên không hay nó ăn hết rồi. Trời đất ơi, đánh giá 1 sao. 1 sao các bạn ơi, quá trời kiến luôn. Nghĩ sao vậy trời, không biết một hũ khui ra hũ phấn còn nguyên của tao không nữa. Cái shop này làm ăn kỳ trời. Không lẽ nào mình mới bỏ giạc là kiến nó bu lại ta. Ôi à, con kiến nào trong đây không? Nhìn cũng xịn ha. Cái hộp này xịn hơn mấy cái hộp mình từng xài nha. Tiếp theo là chuyên mục phối đồ trên TikTok. Thì mình đang quay ngân sách thấp mà đúng không? Cho nên nhà có gì mình dùng nấy nha. Thì mình hiện tại mình đang thấy cái trend là mặc đồ của cha mẹ sau đó phối lại. Thì đây là đồ của cha mình nè. Đây là áo công nhân với cái quần đùi. Và thử thách của mình là không, vẫn giữ cái áo, cái quần trên người. Có thể mặc theo cách khác nhưng vẫn giữ trên người nha. Chứ không có kiểu là mình phối lại là mình quăng cái quần đùi đi, mình mặc cái chân váy hay cái gì đó đẹp đẽ vô là không đúng. Mình vẫn giữ cái này trên người, nhưng mà mình phối làm sao để cho nó đẹp hơn ban đầu nha. Đó là thử thách. Bây giờ mình sẽ phối ví dụ cho các bạn coi nha. Đối với outfit này thì mình sẽ cởi cái áo khoác này để khoác ngoài. Còn cái quần đùi thì mình sẽ giữ y nguyên nha. Cái này mình cũng có quay TikTok nữa ấy. Cái quần đùi thì mình sẽ giữ nguyên, vì cái quần đùi cởi ra thì mặc ở đâu bây giờ. Đó, cho nên cái quần đùi mình vẫn mặc trên người. Còn cái áo khoác mình cởi ra, mình chọn cái áo yếm màu xanh này á. Tại vì nó mình thấy nó khá hợp tông với cái áo khoác, cho nên mình chọn cái áo yếm này. Sau đó mình sẽ khoác thêm cái áo khoác này ở ngoài nữa. Đó, mình vẫn mặc trên người đúng không? Mình không có bỏ cái áo hay là cái quần nào hết. Mình vẫn mặc trên người nhưng mà mình khoác ở ngoài. Đó, thì mình ra cái outfit như này nè. Nhưng mà bạn thấy có cấn chỗ nào không? Cấn chỗ cái quần đùi đúng không? Tại vì nó cái lòi cái lưng quần nè, cho nên nó không đẹp. Cho nên mình lại dùng cái áo thun khác của cha mình.
mình sẽ dùng áo thun màu xanh á, tại vì mình cảm thấy cái áo thun màu xanh hợp tâm với cái áo, cái bộ này luôn, cho nên mình dùng cái áo thun màu xanh. Có một vài bạn nói cái bao đập nước đá. Ok, mình sẽ quấn ở trên lưng quần này nè, để thứ nhất là che đi cái lưng quần, cái cọng lưng quần, cái cọng lưng quần nè. À, còn cái thứ hai nữa là che một phần đây, nhìn nó bớt thô tục một chút. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ kết hợp thêm một cái nón màu xanh dương này nữa cho nó hợp tông với lại nó hợp cái kiểu tóc thắt bính của mình nữa. Sau đó mình sẽ đeo mắt kiếng vào và biến hình thôi. Ok không? Mọi người thấy cái outfit này như thế nào? Thì đó là cách mình phối nha. Nếu bạn có cách phối nào hay hơn thì các bạn có thể comment bên dưới cho mình biết để mình học hỏi. Còn đây là cách phối của mình. Với thử thách là chúng ta phải giữ nguyên cái áo, cái quần đùi trên người nha, chứ không được cởi ra. Outfit thứ hai thì tôi cũng áp dụng theo cách tương tự luôn, nhưng mà tôi lấy thêm cái áo sơ mi quấn ở giữa nữa, nhìn cho nó khác nha. Cái bộ thứ ba là áo sơ mi với quần tây, thì tôi phối lần một tôi cảm thấy không ổn, xong rồi tôi phối thêm lần hai nữa tôi cũng cảm thấy là không ổn luôn, xong tôi làm thêm lần thứ ba nữa tôi cũng cảm thấy không ổn, xong tới kiểu thứ tư tôi cảm thấy ok nha, che được khuyết điểm nên tôi chốt cái này luôn. Xong rồi tôi ráp lại với nhau, như vậy là ra được một cái TikTok triệu view rồi đó mọi người. Nhưng mà tôi sẽ chỉ làm một cái video như này thôi nha, tại vì nhà tôi không có nhiều đồ, tôi chỉ có đồ cũ vậy thôi, rồi tôi phối lại với nhau, nhà có gì xài nấy. Hello mọi người, bây giờ là 10 giờ và mình vừa mới học trang điểm xong luôn. Mình học trang điểm từ 7 giờ cho đến 10 giờ luôn. Đó, các bạn thấy layout như này nha. Các bạn thấy layout hôm nay như thế nào? Thì cái này là mình đang học trang điểm tông đỏ á. Giờ mình chuẩn bị tẩy trang đi ngủ đây. Nhưng mà trước khi đi ngủ mình cũng quay clip biến hình ở nhà. Ừ, chi phí ngân sách thấp mà, có lớp trang điểm sẵn, quay clip biến hình, thay bộ đồ biến hình thôi. Xong rồi mình đi ngủ. Để mình quay qua quay lại cho các bạn xem nha. Đó, chính diện nè. Tất nhiên tất nhiên đây nữa. Đó, đẹp không? Mấy điểm, các bạn chấm mình mấy điểm. Ok, bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người video sau.